Em làm lợi giống hồi nãy cho chị coi coi. Làm lợi nè, giả bộ làm lợi nè. Chờ số quý vị. Không, chưa chưa có cần nhạc cho làm lợi gì đó. Làm đi em, cứ làm đi. Nó nghe nè, không có vui đi vô đi. Rồi bây giờ cái gì đó vé rồi, tập trung vào sự kháng chiến. Đâu bữa nay mới tăng cường thằng nào, em nhìn những cái trời thằng vừa mới nhìn qua kìa. Bạn nhã nó nói rồi, hôm nay là đầu đẹp không đó. Số gì đây, số gì ra, số gì ra, số gì ra. Người cô bác ở dưới gần này, trở lại đây, ngày mai. Ngày mai tôi sẽ cố quên người, cho dù anh có quay về đây. Ngày mai tôi sẽ rời xa anh, cho dù anh còn yêu tôi. Bằng trắng những đôi tình đôi, màu đen cho cuộc tình đồng. Tình nghĩa đôi ta từ đây, như bình trắng lắm cơn giấc đá. Làm lại từ đầu, ta là bao đi hết, ta chẳng đợi gì đến đâu. Chờ thêm đi đến đâu, thêm một năm ngày sau. Chuyện trong tình yêu thế có đạt hay không? Chuyện trong tình yêu thế sao ta lại buồn vui? Yêu thương tình yêu thế sao nước mắt cứ tuôn rơi? Chắc là tại hiện đời thêm yêu những người ta, đâu yêu đâu quên như bằng đánh bài. Chưa khi đánh máy thì đang còn cái gì đây? Còn cái gì đây? Còn cái gì đây? Ta em dưới mai lên tay em dính. Nói to nói nhỏ, nói nhỏ nói to. Anh lỡ xuống phường hai đến bệnh viện về Long Xuyên. Đến chục con đến mười con đến mười con đến con đến mười 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 số gì ra số gì ra gì đây hai 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 gì đây quá phép bàn tay giúp anh thủy đột 21
Đặt nói, ừ, cũng đàn ông quá vậy. Sao? Hồi nãy con nói con là ai? Đó là con Hên. Chị gì hả? Chị Hên. Ừ. Đó là tôi. Mày là Hết đi vô, bỏ vô thùng đóng thùng lại cho tao. Thị Hến không phải là mày. Thị Hến là ai? Mày là cái đồ xấu cha. Thị Hến. Thị Hến người ta phải đẹp. Đúng rồi. Người ta phải ngon ăn. Đi ra đừng có nói nhiều nữa. Tao đã tìm ra Thị Hến rồi. Xìm lét. Xìm lét rồi. Trời ơi con này con Hào chứ Hến gì chị. Cái mặt nó như cái vỏ con Hào á. Nó kiểu nó dập. Nó sần sùi. Đó. Không. Cái gì? Đầu cho mặt ngựa đi dạt qua một bên hai đứa. Rồi bây giờ quý vị, giờ sẽ tới quý vị ơi. Chị Hến ơi, Hến đẹp làm chi để cho con Nguyễn sớm đi chiều về. Chị Hến ơi, Hến đẹp làm gì để cho con Nguyễn đứng ngồi không yên để con mười Nguyễn. Con số 10, con số 10, con số 10, con số 10. Con số 10 là chị mẹ ơi. Con số 10, con số 10 là mây. Thì đây năm, thì đây cái năm, thì đây năm, thì đây. Thì tận tình lê quê ta qua. Sao cho đường sang khó chỉ không ta. Ngày ngàn trong lòng lệ rơi xót ta. Ôi năm ta ngay cách xa tình thăm năm mươi lăm. Năm mươi lăm, cái năm mươi lăm, năm mươi lăm. Năm mươi lăm, năm mươi lăm. Con số 10 đây đây. Đề nghị cô chú chị mình đừng giờ số còn là vé tránh tình trạng bánh bèo lừa gạt BD chúng ta còn có vé mà chưa lại rồi con số 27 là số đoạt giải 27 có 1 16 có 2 37 có 3 48 hợp lệ cứ thưa vì 16 27 37 và 48 hoặc hợp lệ rồi cô chú chị nào không tin tưởng với trên kiểm tra lại giùm em rồi chị gái lên sân khấu với em nha. Rồi chị ơi, chị có thể quyền lấy lọc cái nón bảo hiểm hoặc là một hộp khẩu trang rồi ngoài ra làm được quà tặng nha. Rồi đây, đây chị có nón bảo hiểm nha. Rồi chị qua đây nhận bao lì xì giùm em. Từ cái hình nào cũng được chị nha. Rồi đây, cảm ơn chị gái rất là nhiều, rất là may mắn nha. Rồi kính thưa quý vị, đến với chương trình tiếp theo vẫn là 20.000 đồng là vé trên chương trình này với phần thưởng là một phong bao lì xì 1 triệu đồng. Cô chú chị thân mến, chương trình đặc biệt đó là chương trình vào ngày mai. Đó là ngày đầu tiên của năm mới, năm 2020.